nhằm tri ân đến nông dân đã sử dụng sản phẩm Envil 5SC, một loại thuốc bảo vệ thực vật tiêu diệt nấm mình trên cây trồng. Sáng ngày 17 tháng 5 tại huyện Di Linh, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC đã tổ chức chương trình mở nắp Envil đón ngàn cơ hội. Tại đây, cán bộ kỹ thuật của các đơn vị trên đã tư vấn cho bà con nông dân cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là cây cà phê đúng cách đạt hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn nông dân chăm sóc vườn cà phê trong thời kỳ ra hoa, đậu trái. Cũng trong chương trình này, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC đã trao các giải thưởng cho một số nông dân may mắn trúng thưởng khi sử dụng Envil 5SC. Gương dẫn nhất là một chiếc xe máy quê Alpha cho bà Bùi Thị Xuân, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. Trao giải nhì là máy phun thuốc bảo vệ thực vật cho ông Lê Đình Thấm, xã Bà Lá, huyện Bảo Lâm. Và trao giải ba là một chỉ vàng cho ông Lương Văn Trưởng, xã Tân Lạc, huyện Di Linh.